Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Chan Chan TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video và nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại chủ đề ngày hôm nay thì đây là người đàn ông có thể nói rằng là trẻ với gặp kính trận với một cái dâu có thể nói được được tỉa kỹ càng. Thì ông là một người rất nổi tiếng trong cái giới tri thức, tức là sách, với cái nhà xuất bản Nhã Nam. Khi chúng ta nói đến nhà xuất bản Nhã Nam thì đây là một trong những nhà xuất bản và thật sự có những đầu sách rất chất lượng. Và ông thì là Trần Chu Anh, ông là tổng giám đốc của Nhã Nam. À, Nguyễn Nhật Anh, tôi nhầm một chút, Nguyễn Nhật Anh. Nguyễn Nhật Anh là tổng giám đốc của nhà xuất bản Nhã Nam. Và ông Nguyễn Nhật Anh đã gây bão dư luận trong thời gian gần đây bằng một cái status có thể nói rằng là kinh khủng. Thực ra câu chuyện ông có tin đồn liên quan tới cái chuyện mà quấy rối tình dục một nhân viên nữ của mình thì tin đồn này đã từ rất lâu, và những người bạn của tôi cũng đã cập nhật cho tôi hàng ngày, ngay cả cái việc mà nữ nhân viên đó không muốn lên tiếng, nữ nhân viên đó có thể nói rằng là ngại ngần nọ kia. Nhưng câu chuyện nó vẫn cứ lan truyền và ông đã có một cái động thái bằng một cái lời xin lỗi mà thật sự với các bác rằng là ông Nhật Anh đến bây giờ mình có thể nói là rất 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 khó hiểu. Rất khó hiểu. Xin thưa như vậy. Ông Nguyễn Nhật Anh, người đã có cái tin đồn ở trong cái giới như thế này, thì tôi xin trích dẫn cho các bác một cái status nguyên văn như sau. Đây là status được chia ở trên trang Nhã Nam, được đưa ở trên trang Nhã Nam và trang của công ty, và có khoảng 1 triệu người theo dõi. Và nguyên văn thì thế này. Lời xin lỗi. Tôi là Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Thời gian qua thì có nhiều tin đồn liên quan tới những gì đã xảy ra trong quá trình làm việc của tôi và một nữ nhân viên trong công ty, khiến tôi thấy đến lúc cần nói lên một số điều gửi tới những ai quan tâm. Tôi đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm quý mến đối với cô. Những hành động này không vượt quá giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể. Nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối, làm phiền và có thể gây tổn thương với cô ấy. Cho tới gần đây thì tôi mới được biết. Tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành tới cô ấy vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Hôm nay tôi cũng muốn xin lỗi đồng nghiệp, bạn bè, các đối tác thân thiết, các độc giả yêu sách Nhã Nam vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện đó. Và sau cùng, tôi vẫn tin vào sự tích cực của mọi điều đã diễn ra. Tôi coi đây là một bài học để hoàn thiện mình. Trân trọng. Và đây là cái toàn văn của một cái lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh, tổng giám đốc của Nhã Nam. Thế thì có khá nhiều người hỏi tôi về cái chuyện này. Anh Hoàng với tư cách là có rất nhiều năm và thậm chí là nắm giữ những cái vị trí cao nhất trong gọi rằng là lĩnh vực truyền thông marketing, thì anh nghĩ thế nào? Thế thì tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bác thế này. Để nói về cái lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh này, thì xin thưa với các bác, mình rất khó để có thể nói gì. Bởi vì đây là chuyện cá nhân của ông Nguyễn Nhật Anh. Cá nhân của Nguyễn Nhật Anh. Và chúng ta chưa có đầy đủ dữ liệu thông tin khi mà nạn nhân chưa lên tiếng trong cái việc này. Cái khó của những cái việc nhạy cảm đó là như thế. Tức là cái sự lên tiếng người trong cuộc thì cho chúng ta nhiều cái nhìn khách quan hơn. Dù gì thì chúng ta vẫn phải nghe hai tai, nhìn từ nhiều phía. Nhưng mà cá nhân tôi thì đối với cả cái lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh này thì tôi cho rằng nó không ổn một tí nào. Nó không ổn một chút nào chứ không phải là một tí nào.
Bởi vì nhìn qua không thôi thì ông đã vướng vào một cái thứ nó thật sự là kỳ lạ đó. Thật sự là kỳ lạ. Thứ nhất, ông đã dùng cái tư cách của Nhã Nam lên tiếng. Như các bác có thể nhìn thấy, ông dùng cái fanpage của Nhã Nam. Chúng ta hay bị đồng hóa giữa một người chủ công ty và một người chủ công ty, người sáng lập công ty tham với bản thân cá nhân của mình. Và đây là sai lầm chí mạng của nhiều người châu Á. Elon Musk không bao giờ dùng cái tài khoản cá nhân hay tài khoản công ty. Thì ông không bao giờ, ông có tài khoản cá nhân, ông sẽ dùng cái tài khoản cá nhân của mình để làm. Chứ không bao giờ ông dùng cái tài khoản công ty để giải quyết cái việc riêng. Thứ nhất, chúng ta xác định đây là việc riêng. Và nó có ảnh hưởng, nhưng bản chất nó vẫn là việc riêng. Và không được phép dùng cái tài khoản công ty để mà làm việc đó. Công ty là công ty và cá nhân là cá nhân. Đúng là thương hiệu là thương hiệu. Bản thân mình là bản thân mình. Ông dùng cái này là ông đã sai. Sai cơ bản. Đây là thứ nhất. Thế thì chúng ta thấy rằng là ngay cả nhiều người sáng lập công ty như là Bill Gates. Nhưng mà Microsoft bây giờ đâu phải là của ông Bill Gates không? Ông đang nắm một số lượng cổ phần nó rất nhỏ. Và ông đã chuyển hầu như toàn bộ cổ phần của mình. Cũng như là bán rất nhiều cổ phần của mình đi. Để mà chuyển sang một công ty tên là CatCase. Thì công ty này đã sở hữu rất nhiều, kể cả khách sạn là Four Seasons hay vân vân nào đó. Bill Gates bây giờ bản chất của ông là một investor, tức là một nhà đầu tư, chứ không phải là một người sáng lập của một người cổ đông lớn của Microsoft nữa. Số lượng cổ phần ông nắm của Microsoft là rất ít. Thế là chúng ta thấy nhé, thì thấy chúng ta không đồng nghĩa được hai với nhau. Anh có thể tạo ra nó giống như mình tạo ra một đứa con, nhưng mà mình không thể đứng vai trò đứa con nó được. Con nó là con mình, nó có suy nghĩ, nó có bản thân riêng, nó có chịu trách nhiệm hành vi của nó. Thì ở đây ông đã vướng sai lầm chí mạng của ông, đó là dùng cái fanpage Nhã Nam để ông xử lý việc riêng của mình. Đó là điều không thể làm được và nó ảnh hưởng vô cùng sai lầm tới cái nhà sách Nhã Nam. Cái thứ hai nữa là cái việc của ông nói rằng là ông đã gửi lời xin lỗi từ 31 tháng 3, hôm nay là ngày 18 tháng 4, tức là cứ cho là ngày qua đi, thì tổng cộng là 17 ngày sau ông mới có cái lời xin lỗi này ở trên cộng đồng mạng. Như vậy chúng ta thấy rằng là độ trễ cũng là một phần rất quan trọng. Nếu như ông gửi lời xin lỗi ngay ngày 31 tháng 3 và ông lên tút, ông nói về cái việc đó thì nó hợp lý hơn, nó chân thành hơn là sau 17 ngày ông mới trả lời. Cái thứ ba nữa xin thưa với các bác, đó là lời này không chân thành. Rất nhiều người bạn của tôi đã gửi tôi một cái bản chế, và thậm chí rằng là người ta nói rằng là đây là cái mà gần giống như là 99% do AI viết, chứ không phải là một con người viết. Tức là nó không xuất phát từ bản thân ông, từ một cái tình cảm chân thật của ông. Một lời xin lỗi này là một lời xin lỗi mang tính chất mô típ, được copy. Ví dụ như cái hình ảnh này. Người ta nói rằng là 99,11 là do AI GPT viết sau khi mà so sánh cái tỷ lệ phần trăm. Như vậy ông đâu có chân thành đâu. Đâu có chân thành đâu. Đúng không ạ? Và rõ ràng cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà chúng ta thường thấy từ vai trò chức năng, từ sai đối tượng tiếp cận. Ông gửi cho độc giả của Nhã Nam chứ ông đâu gửi cho bạn bè của ông. Rồi những người quan tâm đâu chắc đâu phải độc giả của Nhã Nam đâu. Rồi xin thưa vào lên thập bài thời điểm cũ không minh bạch. Rồi dùng vai trò tất cả, ông đã chiếm rất nhiều những cái sai lầm. Để mà mình mà viết cụ thể ra thì nó rất là ok. Nhưng mình không viết mình nói này thì mình phải chia sẻ các bác những cái điều cơ bản đấy. Thì các bác thấy rằng là ông Nguyễn Trung Anh, à Nguyễn Nhật Anh này thì thật sự ông đã viết sai rất nhiều. Nhưng mà vụ này thì cũng chẳng đi tới đâu đâu. Bởi vì tại sao? Là bởi vì nạn nhân không lên tiếng và nạn nhân không muốn làm to chuyện. Nếu như nạn nhân khởi kiện hoặc là viết đơn tố cáo này ra cơ quan công an hoặc tòa thì câu chuyện nó mới thành vấn đề. Còn ông Nguyễn Nhật Anh xử lý vậy thì thật sự nó là quá tệ. Bây giờ hình ảnh nhà xuất bản Nhật Nam trong Nhã Nam trong mắt tôi nó gần như là cũng chẳng còn gì nữa. Báo cáo bác thì bên.
Mặc dù đây là một trong những nhà xuất bản có thể nói là có tên tuổi, có tiếng tăm hàng chục năm nay, nhưng mà ông bằng hành động hành vi của mình thì nó làm cho mọi người mất cái niềm tin một cách rất là kinh khủng. Nhưng mà việc đó là việc của ông ta. Còn nếu mà tôi để tư vấn cho một cái điều gì đó thì thực tế bây giờ ông đã xử lý rồi, đã làm rồi và đã quá muộn. Nếu mà để tư vấn ông một cái điều gì thì tư vấn không biết là ông có làm được không, đó là ông sẽ đến cơ quan chức năng để ông giải quyết cái vấn đề đó, là vấn đề pháp lý. Đấy là cái thứ nhất, tức là xin đầu thú chứ không phải là đi kiện người ta ra tòa, là xin đầu thú và tả lại cái hành vi của mình. Bởi vì chỉ có cơ quan chức năng mới có thể nói rằng là cái hành vi của ông là hành vi quấy rối tình dục hay không. Chứ không phải do ông phán xét, ông bảo do bối cảnh cụ thể, do chỉ là sự yêu quý đơn thuần kiểu kiểu thế. Nhưng với người khác người ta có thể nghĩ khác. Vậy thì ông phải ra đó ông nói chuyện. Vì người ta mới có quyền phán xét, chứ không phải là người nhận anh này. Và tốt nhất để mà cứu vãn cái thương hiệu Nhã Nam thì ông cũng phải đừng có gán mình vào đó, dùng cái fanpage Nhã Nam như là fanpage cá nhân, mà phải tách nó ra và thậm chí là phải xin từ chức. Xin từ chức để mà không ảnh hưởng tới một cái thương hiệu mà nhiều người dân yêu mến, những người yêu sách yêu mến. Thôi thì việc đó là của ông ta. Còn đối với tôi thì đây là một cái lời xin lỗi. Thật sự nó là giả tạo. Nó rất có thể nói rằng là không thể tin được, và gần như là một cái lời không xin lỗi thì thôi. Nhưng đã xin lỗi thì nó phải chân thành. Chứ còn xin lỗi không chân thành thì nó như một cái thứ nó đổ dầu vào lửa. Đó, nó như đổ dầu vào lửa. Và cái cuộc khủng hoảng nó càng lan rộng hơn nữa. Nên chúng ta nhìn đây là góc độ khủng hoảng truyền thông thì cái này nó còn lan rộng kinh khủng hơn nữa. Rất kỳ lạ khi một cái người mà hiểu biết như là ông Nguyễn Nhật Anh đã phạm những cái sai lầm có tính chất nó sơ đẳng như thế trong khủng hoảng truyền thông. Cho nên dù sao thì người ta mới nói rằng khách quan thì vẫn hơn, người ở bên trong thì nhiều khi nó mụ mị. Khách quan thì vẫn hơn, cho nên là trong những trường hợp mà khó xử thì tốt nhất là hãy để người ngoài người ta phân tích đánh giá cho mình để mình có cách ứng xử tốt nhất, và đặt niềm tin vào người khác. Mình phải khiêm tốn và tự hiểu rằng là mình đang bị mụ đầu, mình không thể nào mình suy nghĩ một cách sáng suốt được. Đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.